thì mình sẽ qua một cái phép kiểm định nữa, đó là cái phép kiểm định Independent Sample T-Test. Giới thiệu với các bạn đó là phép kiểm định Independent Sample T-Test. Thì cái phép kiểm định này nó cũng phổ biến hơn hai phép kiểm định hồi nãy. Bởi vì với mà cái việc mà các bạn làm cái mô hình xong đó, các bạn có thể thực hiện cái phép kiểm định này. Được không nào? Đấy. Thì trong một số cái trường hợp thì người ta cần so sánh giá trị trung bình về một cái chỉ tiêu nghiên cứu nào đó giữa hai đối tượng. Được không nào? Đấy, như là nam với nữ. Ví dụ như là các bạn muốn xem thử là giữa nam và nữ ai hài lòng công việc hơn. Đó là một trong những cái ứng dụng phổ biến của phép kiểm định này. Được không nào? Và các bạn nhớ rằng là cái biến mà các bạn phân loại á, để mà so sánh á, là cái biến mà nó chỉ có hai đáp án, tức là hai đối tượng này nam và nữ này. Ví dụ như là sau này các bạn tạo ra một cái biến đó là trình độ, các bạn đưa ra hai đáp án thôi, đó là đại học và sau đại học. A là đại học, B sau đại học, thì các bạn có thể sử dụng cái phép kiểm định Independent Sample T-Test này. Nhưng khi mà các bạn đưa ra cái câu hỏi về trình độ nhưng mà nó lại có từ ba đáp án trở lên, ví dụ như là ví dụ như là trung cấp và cao đẳng là đáp án A, đáp án B là đại học, đáp án C là sau đại học, các bạn hình dung với mình không, thì rõ ràng nó là ba đáp án rồi, tức là nó phân ra thành ba đối tượng rồi, ba nhóm rồi, ba nhóm đối tượng. Cho nên là chúng ta sẽ không có sử dụng cái phép kiểm định Independent Sample T-Test nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng cái phép kiểm định đó là one-way ANOVA. Thì cái phép kiểm định đó là mình sẽ được trình bày sau cái phép kiểm định Independent Sample T-Test này. Được không nào? Đấy. Đó, như vậy thì các bạn đã nắm được cái mặt lý thuyết và ý nghĩa của cái phép kiểm định Independent Sample T-Test này. Còn nói về thực tế thì như mình nói với các bạn đó, người ta có thể so sánh thử làm, coi thử là trong công ty thì là giữa nam và nữ ai hài lòng hơn. Đúng không? Nhiều khi nữ cái mức lương thấp hơn nam nhưng mà người ta hài lòng công việc hơn đó các bạn. Bởi vì người ta có thể thỏa mãn về cái nhu cầu ổn định công việc hay là như thế nào, tùy vào cái mỗi người lao động, đúng không? Đấy. Về mặt giả thuyết đưa ra thì H0 sẽ là phương sai tổng thể bằng nhau. Mà bằng nhau nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là không có sự khác biệt về giá trị trung bình. Còn H1 tức là phương sai tổng thể không bằng nhau. Đúng nào? Mà không bằng nhau có nghĩa là có sự khác biệt về giá trị trung bình. Có sự khác biệt về giá trị trung bình là gì? Là ví dụ như là nam hài lòng hơn nữ, tức là giá trị trung bình đánh giá về sự hài lòng là nam họ sẽ cao hơn nữ đó. Đúng không nào? Hoặc là nữ cao hơn nam. Đúng không nào? Đấy. Và chúng ta sẽ chấp nhận cái giả thuyết H0 khi hệ số sít lớn hơn 5% và chấp nhận H1 khi hệ số sít bé hơn 5%. Được không nào? Tất cả các phép kiểm định hồi nãy đến giờ các bạn theo dõi thì các bạn cứ lưu ý một điều, đó là tất cả mọi thứ khi mà nó lớn hơn 5% là chấp nhận H0 ấy. Đúng không nào? Và 0 tức là không có sự khác biệt bằng nhau, đúng không? Đấy, còn H1 mới là có sự khác biệt không bằng nhau. Đấy, nó đều quy ước chung như vậy cả. Được không nào? Và chúng ta sẽ chấp nhận H1 khi hệ số sít bé hơn 5%. Đúng không nào? Tuy nhiên nó sẽ phức tạp hơn một chút xíu trong cái việc đọc kết quả. Trước hết là các bạn cần phải căn cứ vào giá trị sít của kiểm định Lenevé. Nếu như mà giá trị sít của kiểm định Lenevé mà nó bé hơn 5% thì các bạn sẽ sử dụng cái kết quả kiểm định T ở phần Iowa Variant Not Extreme, có nghĩa là tổng phương sai không bằng nhau. Còn nếu như mà giá trị sít trong kiểm định Lenevé lớn hơn 5% thì các bạn sẽ sử dụng cái kết quả kiểm định T ở phần Iowa Variant Extreme, tức là phương sai tổng thể bằng nhau. Được không nào? Đấy. Và căn cứ vào cái mục đó là phương sai tổng thể bằng nhau hay là không bằng nhau, đúng không? Thì chúng ta tiếp tục xem xét cái giá trị sít của kiểm định T. Nếu như giá trị sít trong kiểm định T bé hơn 5% thì hồi nãy mình đã nói với các bạn rồi, là chúng ta sẽ chấp nhận H1, tức là như thế nào ạ? Có sự khác biệt, đúng không? Giữa các đối tượng mà mình so sánh. Còn nếu như mà giá trị sít trong kiểm định T lớn hơn 5% thì chúng ta sẽ chấp nhận H0, tức là như thế nào ạ? Không có sự khác biệt, hay gọi là chưa có sự khác biệt. Được không nào? Đấy, thì bây giờ mình sẽ qua bên phần mềm mình thực hiện lại, mình thao tác lại để cho các bạn thấy cụ thể đối với cái phép kiểm định Independent Sample T-Test này. Được không nào? Đấy. Rồi ở đây thì mình giả dụ là mình muốn so sánh đánh giá cái biến FTB này đi. Giống như cái biến FTB này đó là sự hài lòng chẳng hạn. Sự hài lòng công việc, đúng không? Đấy, sự hài lòng công việc với hai đối tượng đó là nam và nữ. Đấy, các bạn nhớ là với phép kiểm định Independent Sample T-Test này nó chỉ được thực hiện đối với cái biến phân loại là hai thôi các bạn nha. Thì rõ ràng ở đây các bạn thấy nè, trong cái biến giới tính của mình á, các bạn thấy nè, trong cái biến giới tính này, nam với nữ hai đáp án, còn lại
là nhiều hơn hai đáp án. Ở đây cụ thể các bạn muốn hãy xem kỹ giúp mình là nguyên giới tính này, một là nam hai là nữ, bởi vì cái này á nó sẽ liên quan đến cái việc đó là mình sẽ làm cái kiểm định independent sample t-test. Các bạn nhớ giúp mình nhé, một là nam hai là nữ nè, đây là cái việc khai báo đó. Rồi mình sẽ vào trong analyze, mình sẽ vô comparing, mình sẽ làm cái phép kiểm định là independent sample t-test, được không nào? Tại đây thì mình sẽ đưa cái biến giới tính vào trong cái khung đó là grouping variable, tức là cái biến nhóm. Grouping là nhóm, variable là biến. Xong các bạn bấm define group, trong define group các bạn bấm 1, 2. Vì sao 1, 2? Bởi vì hồi nãy mình nói với các bạn nhớ giúp mình đó, bởi vì mình đã khai báo 1 là nam, 2 là nữ. Còn nếu như sau này các bạn khai báo 0 là nam, 1 là nữ thì chỗ này phải nhập gọi là số 0, nên là số 1. Group 1 sẽ là số nhỏ hơn và group 2 sẽ là số lớn hơn, được không? Nhưng mà cái trường hợp mà nam với nữ mà khai báo 0 với 1 thì không nên các bạn nhé. 0 với 1 là chỉ dành cho những trường hợp nhị phân thôi. Đấy, nhưng mà ở đây mình nhắc các bạn như vậy, tức là trong trường hợp mà các bạn khai báo biến mà hai cái ký hiệu như thế nào thì các bạn phải nhập vào đây, được không nào? Rồi, mình sẽ đưa cái biến mà cần phân tích vào, ví dụ như FTP đó là vào trong cái phung đó là test variable, được không nào? Rồi mình bấm vào một option. Trong một option thì các bạn thấy rằng là ở đây nó cũng hỏi chúng ta đó là độ tin cậy đó là 95%, tức là mức ý nghĩa 5%. Thì thực tế mình cũng không cần bấm đâu, đúng không? Cho nên là thực tế là mình cũng đưa biến vào, mình bấm OK thôi. Đây, thì các bạn thấy là nó cũng sẽ có hai bảng ở đây. Bảng thứ nhất đó là cái bảng group static, nó sẽ cho biết được rằng là cái giá trị trung bình này, cái số đối tượng, đúng không, của phân loại giới tính nam. Tức là nam là sẽ có 121 người đấy trong tổng thể mẫu khảo sát và đạt được cái mức độ giá trị trung bình là 3,7603 khi đối với lại cái FTP. Tức là cái FTP mà xét về nam không thôi là đạt giá trị trung bình là 3,76, các bạn hình dung không? Còn nữ sẽ là 77 người trong tổng thể mẫu khảo sát và đạt cái mức giá trị trung bình là 3,9974 của cái biến FTP này, được không nào? Đây, và trước hết thì các bạn cần phải căn cứ vào cái giá trị sig của đâu, của ai ạ? Của kiểm định Lenevé này. Các bạn thấy này, bây giờ đây, đây này Lenevé test này, sig này là 0,65, được không? 0,65 đổ ra phần trăm tức là 65%. Mà 65% nghĩa là gì? Lớn hơn 5%. Lớn hơn 5% thì đây các bạn thấy nhớ này, đây nè, mình nhắc lại lý thuyết cho các bạn ở đây nè. Khi mà nó lớn hơn 5% thì chúng ta sẽ coi ở cái phần đâu, à lớn hơn 5% đây, đúng không? Lớn này, sig trong kiểm định Lenevé lớn hơn 5% thì coi ở cái phần là equal variance extreme, tức là tổng phương sai bằng nhau. Đấy, mình mở sẵn để nhắc các bạn đây là cái hàng đầu tiên. Khi lớn hơn 5% là mình sẽ có cái hàng trên. Đây này cũng có hai hàng này, hàng trên lớn hơn 5%. Thì từ cái hàng trên này các bạn đối chiếu qua hệ số sig là đây, chứ không có ở dưới này các bạn nha. Ở trên này mới đúng này, 0,027, được không nào? Được không nào? Đấy. Rồi như vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái hệ số sig của cái phép kiểm định T của chúng ta là 0,027 đổi ra phần trăm, nghĩa là gì các bạn? Là nó sẽ bé hơn 5%. Bé hơn 5% nghĩa là gì? Bé hơn 5% có nghĩa là chúng ta chấp nhận giả thuyết H1, tức là có sự khác biệt giữa nam và nữ khi đánh giá về cái FTP. Cụ thể khác biệt như thế nào, đúng không nào? Thì các bạn có thể xem xét ở trong cái giá trị trung bình của chúng ta ở trong cái bảng group statistics này. Thì các bạn thấy là nam chỉ có là 3,76 thôi, còn của nữ là 3,997. Như vậy là nữ hài lòng hơn nam. Các bạn hình dung ý mình không? Đấy, nữ hài lòng hơn nam. Đấy, tương tự như vậy các bạn có thể thực hiện những cái phép kiểm định independent sample t-test này đối với những cái biến của các bạn, được không nào? Đấy, đấy. Rồi, tương tự như vậy bây giờ các bạn muốn làm nhiều biến một lần thì các bạn vô analyze, các bạn vô comparing, các bạn vô independent sample t-test. Ngoài cái biến FTP thì mình có thể đưa thêm những cái biến E này, D này, C này, vân vân, đúng không? Hoặc các bạn đưa những cái thành phần con của nó cũng được, A1, A2, tùy các bạn thôi, bấm OK. Đấy, các bạn thấy nó ra một cái bảng tổng hợp chung. Đấy, nhiều biến. Đấy, việc đọc thì chúng ta cũng đọc theo từng biến thôi, mặc dù nó tổng hợp luôn một lần thì chẳng qua là giúp cho chúng ta thao tác cho nhanh thôi, đúng không? Thế còn cái việc đọc thì như nhau, các bạn đọc từng hàng với nhau. Đấy, được không nào? Rồi, đấy, được chưa nào? Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các